Chào các bạn đã đến với video số 2 trong chuỗi video chia sẻ với bạn về cách thức làm thế nào để nghe nói giỏi tiếng Anh mà không cần phải nỗ lực nhiều. Tôi biết thật không dễ để tin rằng bạn có thể nghe nói giỏi tiếng Anh mà không cần phải nỗ lực nhiều. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách thức thực sự dễ dàng giúp cho bạn đạt được cái điều đó như thế nào. Và đây chính xác là cách mà tôi đã áp dụng trong cái quá trình thay đổi khả năng giao tiếp của mình, nghe nói của mình. Đồng thời thì tôi đã hướng dẫn cái quy trình này cho rất nhiều người khác và họ đều đạt những kết quả tương tự. Chúng ta hãy cùng xem vậy chính xác nó là như thế nào. Ở trong phần này chúng ta sẽ được biết đến đó chính là cái lộ trình đột phá tiếng Anh 3 giai đoạn. Tại sao lại phải chia làm 3 giai đoạn? Bởi vì các bạn càng học một cách đó là bài bản, theo cái thứ tự, một cách tự nhiên thì cái việc tiếp thu ngôn ngữ sẽ trở nên dễ dàng hơn và não bộ của bạn sẽ càng lúc càng hứng thú trong cái việc luyện tập về nghe, luyện tập về nói để phát triển từng bước một. Trong giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn vàng. Giai đoạn này là giai đoạn vô cùng quan trọng, bạn sẽ tập trung để xây dựng nền tảng. Vậy xây dựng nền tảng được hiểu là như thế nào? Xây dựng nền tảng đó là bạn cần phải có hệ thống phát âm chuẩn tiếng Anh. Và chuẩn tiếng Anh gồm những cái âm tiếng Anh cơ bản, gồm có ngữ âm nâng cao. Và đồng thời trong giai đoạn đó, ngoài cái việc là bạn chuẩn hóa về phần phát âm, thì bạn sẽ cần phải tăng được cái vốn từ vựng, bạn sở hữu những cái lượng từ vựng cốt lõi để giúp bạn hiểu được những cái tình huống giao tiếp cơ bản nhất. Bên cạnh đó thì việc là rèn luyện kỹ năng nghe thông qua một cái kỹ thuật tôi hay áp dụng, đó chính là kỹ thuật nghe chủ động. Và các bạn bắt đầu luyện tập từng cái bài từ dễ cho đến cấp độ tăng dần. Nó sẽ giúp cho cái khả năng nghe của bạn sẽ phát triển tốt hơn. Và từ cái việc là bạn nghe được thì bạn sẽ có cái hứng thú trong cái việc học ngoại ngữ và sẽ phát triển lên cấp độ số 2. Ở trong giai đoạn 2 là giai đoạn mà tăng tốc phản xạ. Trong giai đoạn này chúng ta sẽ thực hành với một cái phương pháp được mang tên đó là mini story. Ở mini story nó là một trong những cái quá trình mà tương tác với não bộ và kích thích cái vùng ngôn ngữ của bạn, giúp cho bạn sẽ bật ra được những cái câu nói bằng tiếng Anh hoàn toàn tự động. Và nhờ cái quá trình này thì từ cái việc là bạn phải nghĩ và dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh mỗi khi nói thì bạn sẽ bắt đầu là có tư duy trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong giai đoạn 2 là giai đoạn mà các bạn sẽ cần phải rèn luyện rất là sâu với mỗi cái bài học, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một và thời lượng cũng như cách thức để thực hiện làm sao bạn đạt được hiệu quả cao nhất, tối ưu cái thời gian của bạn. Sau đó khi bạn đã có khả năng nền tảng rồi, bạn có khả năng phản xạ rồi thì bạn sẽ chuyển sang giai đoạn số 3 mà tôi gọi đó là hình thành kỹ năng. Bởi vì giao tiếp nó không phải là kiến thức, nó không phải là cái việc bạn biết bao nhiêu từ vựng, bạn biết bao nhiêu quy tắc ngữ pháp, mà nó chính là cái việc là bạn giao tiếp nó hay như thế nào. Vậy giao tiếp hay được hiểu đó là bạn có khả năng là tạo những cái đoạn hội thoại thú vị khi giao tiếp. Bạn sẽ biết cách để thảo luận, tranh luận, thuyết trình bằng tiếng Anh. Và nhờ cái việc như vậy thì bạn sẽ mang cái tiếng Anh đi xa hơn, trở thành cái công cụ giúp cho bạn phát triển chính cái nghề nghiệp, chính cái công việc của mình. Đây là một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời mà tôi đã áp dụng cho rất nhiều học viên và họ đều cảm thấy hạnh phúc khi mà cái ngôn ngữ, cái tiếng Anh của họ thực sự đó là thay đổi. Tất nhiên thì bạn cũng đừng chỉ nghe những cái điều mà tôi nói, bạn hãy xem những cái chia sẻ, những cái học viên mà đã thực hành theo những cái quy trình này thì họ nói về cái điều này như thế nào nhé. Thật tuyệt vời. Trong video ngày mai, video số 3, bạn sẽ phát hiện ra rằng là mọi thứ thì đều có thể học được. Bất cứ ai khi mà bạn thực sự quyết tâm thì bạn đều có thể học được với cái quy trình một cách rất là đơn giản như thế này. Xin hẹn gặp lại bạn vào trong video số 3. Goodbye.